Hello và xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Mình là Lanh đây và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một con game sinh tồn nữa nha các bạn. Đây là một con game sinh tồn mình mới tìm được các bạn ơi. Thấy đồ họa cũng ok và cái lối chơi cũng hay hay nên là review cho các bạn. Không biết là các bạn có thích chơi hay không. Và ở đây mình đang chặt một cái cây các bạn, đang được gỗ và cái gì á, hình như là dừa. Gỗ và trái dừa gì đó. Đấy, có lá nữa kìa. Này cũng gọi là thực tế lắm. Chặt cây dừa thì rớt trái dừa và cũng như là lá dừa xuống luôn. Ok xong. Cho mình chỉnh cái góc nhìn lại như thế này đó. Ok. Góc nhìn thế này thì dễ nhìn hơn. Trái dừa này. Mình sẽ sử dụng trái dừa nha. Đó, nó hồi độ đói và cái nước gì đó. Ok, và ở đây có lẽ là chanh hay cái gì đó. Ồ, lá với cái gì giống cây mía lắm các bạn, hình như là mía. Đó. Chịu, tiếng Anh là mình ngu lắm nên là đừng hỏi mình. Ok. Rồi, đi tiếp. Lá cây này bị gọi là cây bị chết khô rồi. Cây này là chết khô rồi. Đấy, ok, cái này cái gì đây? Hoa gì đó không biết nữa. Rồi. Đây thì mình đang ở một cái bãi biển các bạn ơi. Kiểu sinh tồn trên đảo hoang hay sao ấy. Có một cái bãi biển luôn mà. Ở đây có cái bảng gì nè. Nói chung là tiếng Anh là mình chịu, kệ đi. Ok, mình sẽ đi khám phá xung quanh đây thì có gì không. Ê, 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 ê. Không được các bạn ơi. Cao quá. Mình tôi lên. Ý, như có cái con gì kìa. Ui, gấu hả? Trời trời trời, gấu kìa các bạn ơi. Ồ, trời ơi, có con gấu trên đó. Giờ mà nó dí một phát coi như chạy tụt quần luôn á. Ok, chắc nó tiếp nè. Chắc nó không xuống đây đâu. Ê, sói hả? Sói, sói, chó sói hay gì không biết nó cắn mà không ta. Ê, 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 nó cắn rồi bạn ơi. Đúng. Con này cắn rồi. Nó không cắn mất gì nó đuổi mình không. Ý, con nữa kìa. Trời ơi trời. Tụi này nó canh gác ở đây hay gì đang nguy hiểm quá vậy. À, chuối, banana. Chuối, chuối, cây đó cây chuối ấy. Nguy hiểm quá. Lên nó bị chó dí nữa. Thôi chặt cây tiếp. Ở đây có thể xây nhà được luôn các bạn. Nhưng mà mình đang lười. Mình đang muốn đi khám phá xem nó có cái gì hay hay không. Này trong đây búa rìu cái kiểu có đầy đủ hết. Đấy ok chưa. Dây. Cho mình chế thêm cái rìu nữa. Cái rìu của mình nó sắp hư rồi. Thiếu đá. Đá gì đó. Thiếu một cái loại đá gì đó các bạn ơi. Bây giờ phải đi kiếm đá gì đó. Anh à, đây cái phải đá không ta? À đây đúng rồi đá nè. À nhặt đá. Ok hợp lý. Nhặt đá để chế rìu. Đủ chưa ta? Hình như đủ rồi. Rồi chế tạo ok luôn. Có hai cái rìu rồi. Nãy chặt cũng hư cái rìu kia. Ok. Đây cái đuốc nè. À chắc là phải chế đuốc ha. Bởi vì buổi tối các bạn. Nó sắp tới buổi tối rồi nên là chỉ đốt để đi ban đêm chứ không tới thui đâu thấy đường đi đâu. Ok rồi. Giờ không lắm dám lên trên đó luôn á. Chó quá trời trên đó. Chó sói hay gì. Chó sói dí mình chạy cũng chết luôn. Này, cái dừa con hay gì nè. Dừa mới mọc. Gọi là dừa mới mọc. Chưa có trái, có lá không à. Hợp lý, hợp lý. Không lên được mấy chỗ này ta. Ê có con sỏ con sóc gì kìa. À con thỏ con thỏ con thỏ. Ui 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 ý, lên không được. Cái thế nha. Cái này không cho leo lên trên đây được. Phải đi đưa nguyên cái đường vòng lên đây hơi xa các bạn ơi. Tôi nghĩ đó con thỏ chạy mất tiêu rồi. Nhưng mà đâu có cái gì để giết con thỏ đâu. Thôi căng à. Nếu các bạn nào chơi trò này chưa chỉ mình lối chơi với mình chịu. Ây hồi lên được rồi. Đâu rồi con thỏ đâu rồi. Cái cây này lấy luôn, cây này được cái que gì đó để chế đuốc đó các bạn. Ý lại sói. Hai con không phải con thỏ hay gì á. Thỏ đây này, thỏ đây này, thỏ ngoài đây kia là con sói. Có nên ta chọc nó không ta. Ở đây có mấy cái vũ khí này nhưng mà mình chưa đủ đồ, chưa đủ đồ để chế. Chút nữa mình thử chế đi đánh con nó thử, đánh con chó sói thử. Hôm giờ xuống đây lụm đá rồi cái kiểu để chế cái đó để lên nè. Hỏi full rương này chết tôi.
phải ăn bớt cái thứ gì đó, chứ tình hình là full rương rồi. Ok, ăn cái gì đây? Rồi lấy cái này đây, đá đây, đá đây. Ok, đủ chế chưa? Mình sẽ chế cái giáo này nha. Rồi đủ rồi. Đủ chế mất 15 giây nữa các bạn ơi. Đúng rồi, đây một cái đảo hoang thôi các bạn ơi. Mình đang trên cái đảo này nè, có cái hình người đó các bạn. Đó là nhà của mình mà, đây là các cái đảo các bạn. Thấy ghê chưa? Thì mốt mình sẽ chế thuyền rồi qua mấy cái đảo đó, cũng gọi là cuốn cuốn à. Cuốn á, game này cuốn ấy. Giống cái trò lần trước, cái trò gì ta? Trò gì mình có chơi rồi nè, nhưng mà có một chiếc bè trên thủy trên 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 biển thôi, chứ không có sinh tồn trên đây. Bây giờ mình sẽ cầm cái giáo này lên đi, đi gây chiến với mấy con sói, xem coi là ai thắng. Ok, tên xử lý nó nào, giành lại địa bàn chứ đúng không? Đây đây đây, có vũ khí rồi. Ơi 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 da, ui nó cắn hả? À máu nó kìa, thanh máu nó đang tuột kìa. Được 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 được. Ôi giờ, ôi giờ, ôi giờ, ôi giờ, ôi giờ, ôi giờ. Không biết máu mình có tụt không ta. Rồi xong luôn, còn có nửa thanh hay gì kìa. Máu của mình là cái thanh màu đỏ các bạn. Ô cha ơi, nó cắn con đào á. Ôi giờ, ôi giờ. Nguy hiểm quá. Chết chưa ta? Rồi nó lại nữa kìa. Ôi ơi, né ra bạn ô. Né ra bạn ơi. Ôi da. Ủa sao nó cắn mình không vậy? Chọt không được. What the hell? Nó cắn hết nửa 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 cái thanh máu cuối cùng của mình này, nguy hiểm quá. Nó nãy đánh được mà bây giờ đánh không được ta. Đấy có cần câu luôn. Ồ, cần câu thì thiếu mấy cái đó, không chế được cần câu. Cần câu chắc là phải đi nướng bằng cái lò nung hay sao ấy, nguy hiểm thế. Có xuống đây không bạn ơi? Hình như nó không xuống đây các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ đi kiếm con thỏ. Ê nó nữa kìa, nó mới chạy ngang nữa kìa. Ôi mà leo không được nên chịu rồi. Đi vòng vòng khám phá, nãy giờ mình phát hiện trên đây có một cái lều bỏ hoang các bạn ơi. Nhưng mà không biết phải bỏ hoang không chứ cái đống lửa vẫn còn cháy mà. Chắc của ông nội nào để lại đây hay sao á. Đi lên đây cắm trại xong rồi bỏ lại đây. Chắc là vậy thôi chứ làm gì cứ bỏ hoang. Rồi. Đây bây giờ sao sương mù nó xuống mờ quá các bạn ơi. Mờ nhân ảo quá. Không thấy đường đi luôn á. Nè thấy chưa? Mờ tịt. Hình như trời sắp tối rồi, rồi luôn tối luôn rồi. Trong đây mình thấy có công thức chế cái giường nhưng mà chưa chế được. Cái gì đây? Cái gì á, mình không biết nữa. Chưa vô lều. Trời ơi, cái gì trên lưng mình nó phát quang như sao sáng trưng. Mình có công thức chế giường nhưng mà không chế được nó các bạn, hơi tức. Thiếu nguyên liệu các bạn nên là không đi ngủ được. Đây bếp lửa ra đây sưởi ấm. Đợi trời sáng nó đang công thức cái giường này, mình còn thiếu mấy cái que này nè, mấy cái que đó mình còn thiếu. Lá thì đủ rồi, giờ ngồi đợi trời sáng rồi mình đi kiếm nguyên liệu để mà mình chế cái giường thôi. Ok lay quay, hồi nãy giờ thì trời đã bắt đầu hừng hừng sáng rồi đó, bình minh lên rồi. Bình minh lên phía phía biển, trời nhìn đẹp quá à. Bây giờ lấy rìu đi chiến tiếp. Ủa mưa luôn rồi, trời đất ơi, mới sáng không mưa luôn, chán dữ. Không biết cái này nó có tắt không ta, trời mưa trời ơi, lại âm u nữa rồi. Hy vọng là sẽ mau hết mưa chứ mình ghét chơi cái kiểu mà âm u lắm, mưa tới thua giống như buổi tối nữa rồi. Chứ mình chạy ra đây mình lụm, à đây có cây chuối lụm luôn. À, mình chạy ra đây mình lụm cái cây mà khô khô các bạn để mà làm cái giường tối nay còn ngủ nữa. Biết mấy con sói đâu rồi, nó né là chứ nó cắn cũng đau á. Máu mình nãy giờ hồi chưa đầy nữa. Đây đây đây, cây khô nè. Đó, hình như hết mưa rồi. Hết mưa, hết mưa. Ok, hết mưa rồi, ngon rồi. Đây nó nữa kìa. Cái cây khúc gì to chứ. Ê, nó tới, nó tới, nó tới. Né các bạn ơi. Trời ơi, thích kia chiến rồi, rớt xuống đây luôn rồi. Chúng nhặt cây luôn. Máu nó cắn mình mà bây giờ hồi chưa chưa đầy được nữa này. Ở đây có đá lụm luôn không? Ở đầy luôn rồi. Phun rương luôn rồi. Nãy giờ mình gọi là đi vòng vòng khám phá thì mình lên được cái ngọn núi cũng khá là cao các bạn. Lên đây thấy có mấy cái cây nè, lấy luôn. Đây.
khá là cao. Trên đây hình như có cái con gấu hồi nãy sao á, như vậy. Ê, u cái gì vậy? Cái radar hả? Nhìn giống cái radar gì đó, giống cái đài bắt tín hiệu, kiểu tín hiệu hành tinh đồ. Không biết có đường vô không ta, có đường vô lút đồ cũng được ha. Hình như không có rồi, không có cửa đi vô, chỉ có cái radar kiểu bị hư, chỉ có vậy thôi. Không có gì hết. Ok, tưởng gì ngon ngon vô lút. Ok thì chắc là cái video của mình ở đây cũng bắt thôi. Review sơ sơ con game này cho các bạn xem xét thử coi nó ok không thì mình chơi tiếp. Và đây là cái giường của mình mới chế được này. Đây, build build trong lèo được không ta? Không được. Ơi chạy ra khó build thế. Em ra ngoài, hình như cái này cần phải có sàn gỗ nó mới cho build sao ta, nó hiện màu đỏ không à, chịu luôn. Ok thì chắc là video của mình đến đây cũng có hết thôi. Các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình thêm một like, subscribe để ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye.